cái mặt tiền mà không, mình phải quan trọng nó chứ. Được bên rồi, bên đây với cái trán nữa, mấy cái chỗ này thì nó ít quan trọng, ba cái vùng hai cái má với lại cái trán không rất là nhiều luôn. Chị chơi nhà chị bó không được đâu. Chị không cũng làm nó đau không chịu đâu. Ở đây mình là trước khi làm mà mình xong mặt này mình chiếu ánh sáng các kiểu là nó mềm hết rồi đó. Hay mình lấy nó dễ. Chứ nhà mình không lấy được nha. Cứng vậy. Nên lấy mấy cục đầu đen trước. Mấy cục viêm lấy sau. Nghe cái chị. Cái này bạn ấy qua loa lắm cho nên bạn kêu chị bạn. Con trai nó vậy. Mấy phút đã xong rồi. Chăm cũng nhanh. Chị thấy bé chị năm nay mới lớp 9 mà bạn xài kem chống nắng đã được chưa cô nhỉ? Xài được rồi, trời kem nắng dành cho trẻ em ấy chị ạ. Có loại kem nắng dành cho trẻ em á. À, hai mẹ con cũng xài. Mà phải về tẩy trang kỹ nha. Chứ không tẩy trang kỹ là xài kem nắng dễ lên mụn lắm á. Mình tẩy trang làm sạch kỹ. Giờ mấy đứa nhỏ nếu mà nó quan tâm đến vẻ ngoài là nó tìm hiểu hết vậy. Lên mạng rồi bạn đặt hàng trên mạng luôn. Giờ nó thông tin các kiểu. Bông tẩy trang cái thứ là bạn cứ đặt về kem dưỡng da cứ tự mua ấy. Con bé lớp 9 hả chị? Anh này thì mẹ mua cho gì xài cái đấy. Mẹ cũng phải dục đi. Con trai mà. Không bao giờ bảo mẹ cho con đi làm cái này làm cái kia mà các mẹ cũng phải. Vậy là cũng mừng nó không có sửa soạn quá, nhiều đứa sửa soạn quá là giống bê đê chị ạ. Nhưng mà cũng đừng có bỏ bê quá. Hạn chế nước ngọt đi nhé con. Đúng. Bụng rất như mưa luôn đó trời. Rất là cục rồi đấy. Đây. Rồi nhìn qua cho cô. Gắn lên chút. Nhìn qua đây cô đổi chỗ khác cho dễ chịu ha. Nào thấy đau thì nói cô đổi chỗ. Thank you.
Da láng liền. Nói chung về nhà là thấy cái mặt nhẹ đi bớt rất là nhiều rồi đó. Đúng không? Mủ rất là nhiều luôn, tại viêm á, bị viêm rồi đây, bị viêm nó mùi trong đây hết trơn này, nó mủ trong đây, nó máu tụ trong đây nè, rất là nhiều luôn. Chịu được không? Cố gắng lên nha, cố gắng lên con. Mẹ quan tâm, mẹ lo cái mặt con á, mẹ mới mới nói. Có mẹ mới lo cho mình vậy thôi chứ. Nhiều khi đàn ông á, ba nhiều khi cũng không quan tâm đâu. Thế ba cũng không quan tâm. Đúng rồi. Thả lỏng cái chán không, đừng có nhăn cái chán. Cô lấy cho nó dễ. Sao, sao chị? Nó nhiều lắm. Trời, em làm quen rồi. Ngày em làm chục đứa vậy cũng chưa xin nhé. Trời, mấy đứa này nó không chịu nổi thôi. Thế nó còn nhỏ, nó không có chịu đau được thôi, chứ còn em là bình thường. Nhưng mà cô Huy là giỏi rồi đó chị ạ. Vậy là giỏi đó. Có nhiều đứa chịu đau không có được, xong mình không có dám lấy á, nó lao hết. Nhiều lắm con, chịu khỏi lấy chứ không có để. Ráng cô Thủy lấy cho hết ha. Nhiều đứa sợ đau với cái gái ấy, mình không dám lấy á, sợ nó chịu không được, nó bỏ chạy luôn á. Cái này mình không có cái tê, bôi tê tại chỗ con nhỉ? Bôi không có được, vấn đề là bôi không có được á chị ạ. Tại vì nó bị viêm á, bôi tê không có được. Ví dụ mụn đồ đen không thôi thì không nói, còn này nó bị viêm mà. Bôi tê nó vô máu á chị ạ, nguy hiểm lắm. Chứ không phải là không em không bôi đâu. Thấy con nặng không, cục nào cũng ra. Thả lỏng đi con, thả lỏng đi, sắp sống chán rồi, con cố lên một xíu. Cục bự không á, phải không? Cục bự cứng lắm á, cứng sâu với da.
em cố gắng chịu. Trong thùng mày cũng có. Ừ, trong mày cũng có luôn nè. Chỗ nào cũng có. Trừ chỗ nào đâu. Thấy em lấy không? Này chỗ này viêm nè, mũ nè. Phốc dưới bị viêm nè, chưa có xử lý viêm dưới đó. Rồi cái mũi, cái mũi. Sáng xíu cô lấy cái mũi nè, cô xử lý viêm xíu nữa là xong. Ta lỏng ra xíu, nhăn quá, nó bị cái nếp nhăn cái này xấu nè. Ừ, ngủ không đây? Tắt bật cái đèn.